Đây là nhà máy của công ty cổ phần Kềm Nghĩa tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy rộng 5 hecta, được đầu tư với mục tiêu kinh doanh mở rộng hệ thống phân phối khu vực phía Bắc và triển vọng phát triển thị trường thế giới ở châu Mỹ, châu Á, châu Âu. Hiện tại, nhà máy tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động và mở ra nhiều tiền đề cho sự phát triển của ngành sản xuất dụng cụ chăm sóc móng tại Việt Nam, cũng như tạo bước đệm vững chắc cho việc hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp ngoài nước. Cái nhà máy này là một cái định hướng chiến lược của tập đoàn Kềm Nghĩa. Mình tạo ra một cái quy mô và cái năng lực sản xuất gấp khoảng 3 lần cái công suất hiện tại. Một ngày mình sản xuất trên 30.000 cây kiềm. Cái nhà máy này thì mình xây dựng theo cái tiêu chuẩn là môi trường xanh. Cái định hướng là một cái nhà máy có quy mô sản xuất kiềm hàng đầu trên thế giới. Công nhân vào đây làm việc thì họ tận hưởng được cái môi trường làm việc tốt nhất, cái sinh hoạt tốt nhất. Công ty cũng muốn là phát triển cái một số mặt hàng khác, cũng như là tiếp cận một số cái thị trường trên thế giới. Nhà máy này là nơi Kềm Nghĩa cho ra đời nhiều dòng sản phẩm được thị trường trong và ngoài nước đón nhận. Đây cũng là đơn vị đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn gần 20 năm và mới đây đạt thêm chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập. Đây là cái chứng nhận mà làm cho người tiêu dùng tin tưởng vào sản phẩm Kềm Nghĩa, rất là cần thiết cho cái con đường phát triển sản xuất cũng như kinh doanh của công ty. Để hoạt động tốt hơn thì cũng cần phạm vi hoạt động rộng hơn ở quy mô của Việt Nam, ở tất cả các khu vực, ở các nước Đông Nam Á cũng như các nước ở khu vực châu Á, cũng như là những cái nước ở trên thế giới. Từ đó thì tất cả các khách hàng trên thế giới sẽ biết được cái hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập. Đó là những cái hoạt động mang tính toàn cầu. Tại phân xưởng làm về khuôn, đúc, tất cả những tiêu chí về yêu cầu kỹ thuật đều được chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo cho sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Việc đầu tư những thiết bị máy móc hiện đại như trên giúp các bộ phận phân xưởng sản xuất nâng cao chất lượng trong từng sản phẩm của Kềm Nghĩa trong những năm qua. Các công đoạn mạ sản phẩm trong nhà máy hay công đoạn sấy sản phẩm đều được hệ thống máy móc tự động làm, người công nhân chỉ tham gia trong một số khâu phụ trong suốt quá trình. Hàng năm chúng tôi sẽ cải tiến về công nghệ để nhằm nâng cao chất lượng và ổn định chất lượng, mang đến người tiêu dùng những cái sản phẩm gọi là đồng đều nhất. Đầu tư những cái cải tiến về vật liệu, về vấn đề là khuôn dập, cũng như cải tiến về vấn đề là cốt kiềm, chui, mày bén, để mang đến cái sản phẩm chất lượng cao nhất. Đồng thời là chúng tôi cũng cải tiến để giảm giá thành. Để nâng cao các kiến thức thực tế, Kềm Nghĩa thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo từ chuyên gia nước ngoài nhằm giúp người công nhân có thêm sự am hiểu về quy trình, cách thức thực hiện. Ngoài các sự kiện lớn do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, với đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham dự, Kềm Nghĩa luôn được người tiêu dùng đánh giá cao về hình ảnh, thương hiệu, chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm mình đang dùng trên móng là chuyên là dùng sản phẩm Nghĩa ở Việt Nam mình. Sử dụng và không có cảm giác bị đau hay là những cái cảm giác mà nếu như những cái kềm cắt móng khác á, mình sử dụng thì cái độ da của mình á, khi mà bị cắt nó sẽ bị đau. Mình đã từng sử dụng các cái sản phẩm khác ở ngoài thị trường. Sau khi sử dụng so sánh với Nghĩa thì sản phẩm của Nghĩa mặc dù là có thể giá nó ở phân khúc tầm trung nhưng mà cái chất lượng của nó sử dụng là cao hơn, nên xét về cái giá thành mà giá trị của sản phẩm mang lại thì sử dụng Nghĩa lại mang một cái giá trị là tiện ích và lợi về kinh tế hơn. Mình sẽ có những cái đoạn video clip để mà hướng dẫn khách hàng chăm sóc móng tại nhà như thế nào, rồi mình cũng tăng cái việc truyền thông trên kênh online để mà tạo cái sự tiện lợi cho khách khi mua hàng. Mình làm ra rất là nhiều cái sản phẩm mới mà phù hợp với nhu cầu của khách hàng, người tiêu dùng. Trong giai đoạn vừa rồi thì mình cũng làm ra được 17 bộ sản phẩm, nó phù hợp với túi tiền cho doanh nghiệp, cho việc truyền thông, ví dụ làm chương trình khuyến mãi thì trong những cái sản phẩm đó sẽ in logo của công ty, của khách hàng lên luôn, thì đó là một cái sản phẩm mới để cho khách hàng làm chương trình khuyến mãi, event, sự kiện hay tri ân khách hàng. Doanh nghiệp luôn chủ động về nguồn nguyên liệu chất lượng cao, các sản phẩm được sản xuất từ thép chuyên dùng và thép không rỉ, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật và Hàn Quốc cho độ bền cao nhất. Các dòng sản phẩm của Kềm Nghĩa với nhiều chủng loại đa dạng khác nhau như kềm cắt da và móng, dũa móng, kéo cắt tóc, kéo tỉa lông mày,
nhíp, sủi da, chấm bi và các dụng cụ hỗ trợ cho việc làm móng. Bên cạnh các dòng sản phẩm trên, đơn vị này còn có những bộ sản phẩm cao cấp cho nhiều khách hàng khác nhau dùng làm quà tặng trong những dịp đặc biệt. Chính các bộ quà tặng có tên khách hàng công ty trở thành công cụ tiếp thị cho cả đối tác và kèm nghĩa. Mỗi sản phẩm được sản xuất ra đều trải qua quá trình kiểm tra chất lượng kỹ càng, khắt khe, từ công đoạn bán thành phẩm, sau khi thành phẩm, trước khi đến tay khách hàng. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm không đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng. Ngày nay, dưới các hiệp định thương mại tự do, nhìn vào kiềm nghĩa có thể thấy họ luôn cho thấy sự chuẩn bị tốt, nắm bắt cơ hội để luôn dẫn đầu trên sân nhà và đưa sản phẩm làm đẹp Việt vươn tầm thế giới. Được biết, trong kế hoạch của mình, Kiềm Nghĩa sẽ phát triển những dòng sản phẩm mới về kéo cắt tóc, dao mổ và thiết bị phòng mổ hay muỗng đĩa bằng inox. Khi đó, một chặng đường mới sẽ mở ra để Kiềm Nghĩa không chỉ sản xuất về kềm như hiện nay.